Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp claim 9 triệu token có ký hiệu là Coco. Đây thì dự án này còn 60 ngày nữa sẽ list trên sàn Binance Swap nha các bạn. Đây là cũng một là con chen chó. Dự án này khá là ngon đó bạn. Thì bạn nào có khả năng thì mua VSEL với minbay là 0.01 BB và max là 10 BB hay 5 BB nha các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Mở trình duyệt chút cái deck ra cho một đáp. Rồi các bạn dán cái phần link các bạn copy vào nè. Rồi bạn bấm gỡ nữa. Claim những cái chen chó ít có lỗ lắm các bạn. Rồi các bạn bấm vào kết nối nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim now nè. Rồi các bạn sẽ tốn khi ra là 0.0007 BNB khoảng 0.9 đô với ta. Giá ga tăng cao chấp thuận luôn. Rồi sau khi các bạn claim xong thì các bạn copy các bạn link qua chat cho mình. Rồi mình đã về được 9 triệu token của coin đó các bạn. Tổng cung là 3, 6, 9, 12, 15. Hiện tại có 602 holder. Các bạn copy con chắc của mình với phần link mô tả nha các bạn. Các bạn dán vô đây nè. Ủa con này chưa có con chắc nữa. Các bạn dán đi chỉ hợp đồng vào nè. Tên thì Coco. Đây dự án này cũng khá là ngon các bạn. Rồi ký hiệu. Đừng quên có ký hiệu các bạn. Ký hiệu là Coco, Coco nữa các bạn. Số tập phân là 18 nha các bạn. Rồi ký hiệu số tập phân là 18. Rồi bấm vào một lần xong các bạn. Rồi các bạn sẽ lướt xuống đây thì các bạn sẽ thấy được 9 triệu token của cô nữa các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình nữa. Các em 9 triệu token của cô đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé.